hành trình Farm Trip Buôn Ma Thuột, điểm đến cà phê thế giới đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trở về thành phố Buôn Ma Thuột, tại văn phòng Hội Doanh nhân Buôn Ma Thuột, các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp du lịch và đơn vị quản lý du lịch, đại diện Cục Du lịch Quốc gia cùng lãnh đạo địa phương đã ngồi lại thảo luận, đưa ra các ý kiến nhằm mục đích phát triển du lịch Buôn Ma Thuột nói riêng, vùng Tây Nguyên nói chung. Buổi trao đổi đã nhận được ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn khảo sát, Cục Du lịch Quốc gia, các doanh nghiệp cho việc xây dựng các sản phẩm du lịch tại Buôn Ma Thuột gắn với giữ gìn bảo tồn văn hóa truyền thống, gắn với cảnh quan tuyệt đẹp nơi đại ngàn. Các thành viên đã cùng thảo luận các nội dung, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng điểm đến, xây dựng các sản phẩm du lịch cần đặc biệt chú ý tới gìn giữ nét đặc trưng riêng có của vùng đồng bào dân tộc nơi đại ngàn Tây Nguyên, từ đó tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù giới thiệu đến du khách. Song song với đó, cần áp dụng các yếu tố của khoa học công nghệ, cần áp dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý du lịch, truyền thông, giới thiệu điểm đến, tạo điều kiện cho nhiều du khách tiếp cận thông tin du lịch Buôn Ma Thuột nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Du lịch Buôn Ma Thuột đã mở ra một cái hướng mà nó khác biệt so với trước đây và đồng thời nó vươn lên một cái tầm cao hơn so với trước đây. Tức là trước đây không phải chỉ là du lịch của Buôn Ma Thuột, của Đắk Lắk, mà cái chương trình lần này nó đã mang tính chất là liên tỉnh, khai thác những giá trị di sản không phải chỉ riêng của Buôn Ma Thuột, của Đắk Lắk mà của cả Đắk Nông. Và theo một cái xu thế mới hiện nay thì là cái hoạt động du lịch nó theo cái hướng của cái chương trình Farm Trip lần này và sáng kiến lần này thì nó đã phù hợp hơn so với lại những cái việc mà khai thác cái tài nguyên thô trước đây. Tôi ghi nhận là cái sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo của chính quyền địa phương thì đã thể hiện rõ cái sự quan tâm cho du lịch phát triển nói riêng và quan tâm đến sự phát triển đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội cho Buôn Ma Thuột, cho Đắk Lắk. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã khẳng định tầm quan trọng của việc phát triển du lịch vùng Tây Nguyên với định hướng phát triển du lịch Buôn Ma Thuột ổn định và bền vững, khai thác hết giá trị, tiềm năng văn hóa của tỉnh, tạo tiền đề để nâng cao vị thế du lịch Đắk Lắk trên thị trường điểm đến. Lãnh đạo Công an tỉnh cũng khẳng định an ninh trật tự ở Đắk Lắk là điểm đến thân thiện và an toàn. Công an tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đưa khách du lịch đến với Buôn Ma Thuột. Lãnh đạo Sở Du lịch Đắk Lắk cũng giới thiệu điểm đến với nhiều nét độc đáo. Lần đầu tiên tại Đắk Lắk, khai mạc giải đua xe ô tô địa hình sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 8 năm 2023 với 80 đội đến từ 5 quốc gia. Qua giải đua này sẽ là cơ hội quảng bá phát triển du lịch của tỉnh, xây dựng các sản phẩm du lịch một cách chuyên nghiệp, đưa ra các chính sách, gói sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn, có chất lượng trong từng giai đoạn để thu hút khách du lịch. Tọa đàm cũng nhận được chia sẻ của đại diện doanh nghiệp lữ hành về tiềm năng của điểm đến, từ đó xây dựng chương trình tuyến điểm du lịch tại Tây Nguyên gắn với những mô hình du lịch địa phương như du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, lịch sử. Tọa đàm đã mở ra được cơ hội xây dựng các sản phẩm du lịch Buôn Ma Thuột nói riêng, Tây Nguyên nói chung phát triển bền vững.